Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2022, tỉnh ghi nhận thêm 315 ca dương tính mới, trong đó có 312 ca cộng đồng. Các trường hợp mắc mới có địa chỉ cư trú như sau: huyện Châu Thành 111 ca, huyện Bình Đại 73 ca, huyện Ba Tri 72 ca, huyện Chợ Lách 35 ca, thành phố Bến Tre 8 ca, huyện Dòng Trơm 6 ca, huyện Mỏ Cày Bắc 5 ca, huyện Mỏ Cày Nam 4 ca, ngoài tỉnh 1 ca, cư trú tỉnh Trà Vinh. Tổng số ca dương tính cộng dồn toàn tỉnh 30 000 431 ca, F0 đưa vào điều trị tại nhà trong ngày 409 ca, cộng dồn F0 điều trị tại nhà 20.440 ca, F0 kết thúc điều trị trong ngày 949 ca, cộng dồn F0 kết thúc điều trị 29.524 ca. Trong ngày, Bến Tre có thêm 6 ca mắc COVID-19 tử dông, cộng dồn số ca tử dông 275 ca. Toàn tỉnh có 7.777 trường hợp đang cách ly tế tại nhà nơi cư trú, trong đó F1 6.286 trường hợp, F2 1.491 trường hợp.